Xin chào các bạn quay trở lại với kênh bếp cô Minh. Hôm nay thì mọi người hãy cùng vào bếp và cùng với cô Minh nấu món hủ tiếu chay nha. Một cái món rất là thanh đạm. Cái cách nấu thì cũng rất là đơn giản, mình không cần chuẩn bị mất thời gian quá nhiều. Trước tiên để nấu món hủ tiếu chay thì mình sẽ cần chuẩn bị những nguyên liệu. Ví dụ như là cà rốt nè, củ cải trắng nè, bắp cải nè, rồi cải thảo, rồi su hào cũng như là bắp để mình nấu lấy cái nước ngọt. Và lát hồi mình sẽ làm nước dùng cho món hủ tiếu. Và sau đó thì mình sẽ chiên tàu hủ lên, rồi mình làm thêm những cái miếng hoành thánh từ tàu hủ, rồi mình chiên tàu hủ ki, mình bỏ vào trong cái nồi hủ tiếu của mình. Rất là nhanh đúng không? Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước. Thì nồi nước này mình lấy khoảng chừng cỡ 2 lít là mình đủ cho gia đình của mình ăn rồi. Trước tiên thì mình sẽ xách cải thảo ra. Cải thảo có một cái vị ngọt rất là nhiều ở trong đây và mình sẽ tận dụng cái vị ngọt của cải thảo nha. Mình bỏ vô đây nè. Mình sẽ cho bắp vô đây luôn nè. Bắp mình cứ xắt khoanh như vậy thì bắp lát hồi nếu như mình muốn ăn thì mình cũng có thể ăn được luôn. Mình xắt tiếp su hào. Su hào bỏ vô cũng rất là ngon nè. Mình xắt tiếp vô, nhưng mình có thể tận dụng những cái miếng su hào này ngoài. Khi mình bỏ vô lấy nước ngọt thì mình sẽ xắt một ít những cái phần nhỏ để mình tạo khối. Và mình xắt miếng, lát khi mình múc những cái tô hủ tiếu ra thì mình tận dụng những cái rau củ này mình bỏ lên để mình dùng luôn, mình không bỏ đi. Đó, mình sẽ xắt cái khu su hào thành những cái khối vuông như vậy, lát hồi mình vớt mấy miếng này ra để riêng nha. Mình cho hết vào đây. Tương tự cà rốt mình cũng tạo khối cắt như vậy luôn để mình bỏ vô chút để mình lấy cho cái nước dùng của mình để thêm lên. Củ cải trắng cũng vậy, mình cũng tạo khối hết. Rồi bây giờ thì mình sẽ hầm lấy nước ngọt. Ba rô thì mình sẽ phi lên cho thơm, thì xắt mỏng nó ra. Rồi bây giờ thì sau khi dầu đã sôi lên rồi thì mình sẽ cho luôn ba rô vô, mình phi thơm lên nè. Trong thời gian chờ ba rô vàng thì mình sẽ bào ít cà rốt ra như vậy để mình cho vào trong cái nhân hoành thánh luôn, cho nó có cái màu đỏ cho đẹp. Rồi ba rô vừa vàng, mình sẽ cho liền ra đây luôn nha. Để ba rô qua một bên tí xíu nữa bắt đầu mình sẽ sử dụng đến. Mình bỏ cà rốt vô đây nè, cho vô 2 miếng tàu hũ, mình lấy khoảng 2 miếng này là đủ rồi. Và sau đó thì mình sẽ bầm thêm một ít nấm rơm vô. Nấm rơm mình cũng xắt nhuyễn nó ra, trộn nấm rơm vào đây luôn. Và lúc này mình sẽ trộn đều tàu hũ nè, nêm vào đây một muỗng cà phê hạt nêm từ nấm. Mình ở đây mình sử dụng là nấm chay, một tí xíu tiêu. Rồi mình trộn đều lên. Và cuối cùng thì mình sẽ cho một ít ba rô vô để cho phần nhân nó được thơm hơn. Trong thời gian mình chờ dầu sôi thì mình sẽ gói hoành thánh luôn. Lá hoành thánh này thì có bán sẵn ở ngoài chợ hết rồi, mình chỉ cần mua về và mình gói, không cần phải làm. Đó, mình múc một tí xíu thôi, rồi xếp nhẹ lại. Khi mình xếp, mình bóp nhẹ lại thì nó sẽ không có bị bung ra. Mình thả hoành thánh vào chiên thêm luôn. Nồi nước dùng này thì mình hầm được 30 phút rồi. 30 phút là mình sẽ tính từ lúc nước sôi nha, chứ không phải là lúc mình bỏ rau củ vô đâu. Thì sau 30 phút thì cái nước dùng này mình đã lấy được rồi. Và bây giờ thì mình sẽ vớt bỏ hết rau củ ra. Mình chừa lại một số rau củ nào mà mình có thể để vào trong tô hủ tiếu của mình. Mình sử dụng lại cái dầu ba rô mà mình nãy giờ mình phi đó. Bây giờ mình sẽ xào hết nấm lên. Nêm vào đây 2 muỗng canh hạt nêm nha. Mình nêm vào đây thì chỉ cần là khoảng chừng cỡ một muỗng canh đường phèn thôi. Nếu mà mình cân lên nó khoảng chừng cỡ 20g thôi, đừng cho nhiều quá. Vì cái nước dùng này của mình đó là nước dùng nó từ các loại rau củ nên có cái vị ngọt tự nhiên. Mình không nêm quá nhiều. Và hạt nêm thì mình đã sử dụng hạt nêm từ nấm rồi. Sau khi nấm mình xào lên thơm lên mình cũng sẽ bỏ vô đây luôn. Nước dùng này mình chỉ cần dằn thêm một tí xíu muối cho vừa ăn, nêm nếm lại một chút nữa là xong thôi. Ai thích cho thêm bột ngọt thì có thể cho thêm một tí xíu bột ngọt. Rồi bây giờ thì mình sẽ xếp những cái nguyên liệu mà mình đã làm rồi vô đây.
hoành thánh nè, tàu hũ. Bây giờ thì tô hủ tiếu đã hoàn thành, mời các bạn cùng thưởng thức rồi đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chia sẻ kênh bếp của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.